nguyên một cái bụi nu bồ công nha bạn. Bồ công dòng trung sim, có người kêu bồ công lá trung, dòng trung sim nha bạn. Bồ công cái cục chỗ này nguyên đâu, nguyên cái cụm như này thì 64 dòng, chiều cao cái cây cao nhất là tới đây là 28 nè. Mấy cái cành trên mình không tính nha bạn, cái này nếu gửi là mình sẽ bóp cành vô, mấy cái cốt mình nuôi được ngón tay nè, mặt cắt thì bao chưa hết, nó chỉ còn mặt cắt, chỉ nó mấy mặt cắt đầu cành là nhiều. Ở cái bộ quy hồi xưa mình này mình đang nuôi đất, mình gỡ nuôi dính nguyên một chùm một cục đó nha bạn, nuôi lắm. Cái này trước nuôi lắm, khúc trên nó cũng nuôi nữa, cắt xuống luôn, mới nuôi mấy cốt mà thả mấy cốt cho bự rồi. Vậy bạn nuôi tiếp, còn mấy lợp tàn vô chơi hàng chợ thì chơi giải trí thì cứ lợp tàn vô. Mấy này mình nuôi ngón tay hết, nuôi được khoảng năm, hình như 2 năm hay gì, 2 năm hay gì rồi, năm mấy 2 năm thì không nhớ, chắc này khoảng 5 rưỡi quá, cành này khoảng 5 rưỡi, cái ngón tay 2 năm có thể thì nó bự hơn tí xíu, mình không nhớ hết đâu mà. Bụi nó có một cái rễ ngay chỗ này nè, có thể lấy cái rễ ngay đẹp hơn này. Hồi xưa mình không có lấy, hồi xưa lúc mình đục ra mình thấy nhờ tự nhiên nó nhô ra nhìn thấy cũng kỳ quá, lấy cái rễ ra nhìn nó trống mặt tiền ra nhìn đẹp hơn ạ, tại nó còn cái rễ dưới nữa, còn một cái rễ dưới nữa, mình cài cứ để vậy đi mốt tính. Tại nhớ ra để đặt rau cuốn đầu thẹo cái đầu rễ luôn. Bồ công nha bạn, này mình nếu bán là mình sẽ cắt là mình thúc vô nha, thúc vô đây nè, thúc vô, thúc mấy cái cây cậy này vô nè, vậy bạn nuôi ra nuôi tiếp à, thúc vô vậy bạn, thúc vô gọn lại đóng cục xốp gửi một bụi.